Nếu như các bạn đang ở khu vực Lê Thanh Nghị mà laptop lại giở trứng thì hãy tới ngay sửa chữa laptop 24 giờ chi nhánh số 176 Lê Thanh Nghị. Nơi đây là thiên đường dành cho những chiếc laptop đang cần được bảo dưỡng và đấy nha. Là các bạn đã biết đường đến với cơ sở số 176 Lê Thanh Nghị à? Nếu chưa thì hãy cùng lên xe và cùng mình đi khám phá địa chỉ sửa lắp uy tín tại khu vực Bách Khoa này ngay thôi nào. Nếu như các bạn đang ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân, các bạn chỉ cần di chuyển tầm 180m dọc theo đường Giải Phóng, sau đó thì rẽ phải vào phố Lê Thanh Nghị, đi thêm tầm hơn 200m nữa là đến nơi rồi. Mình chỉ cần mất hơn khoảng 1 phút là đã đến nơi, rất dễ dàng phải không nào? Còn đối với các bạn đang học Bách Khoa hay là xây dựng thì từ cổng Trần Đại Nghĩa, Đại học Bách Khoa Hà Nội, mọi người cứ đi thẳng tầm khoảng 400m, sau đó thì rẽ phải vào phố Lê Thanh Nghị, đi thẳng tiếp khoảng 100m nữa là các bạn đã đến được cơ sở sửa chữa laptop 24 giờ tại 176 Lê Thanh Nghị. Các bạn cũng đừng lo lắng về chỗ đỗ xe nhé. Cơ sở có bãi đỗ xe riêng ngay trước chi nhánh. Bác bảo vệ trông xe thì siêu tận tình và cẩn thận, đảm bảo an toàn cho mọi phương tiện của quý khách hàng. Quy trình sửa chữa ở đây thì rất chuyên nghiệp và bài bản, có thể xem trực tiếp thao tác của các kỹ thuật viên nên là các bạn hoàn toàn yên tâm nhá. Trong khi đợi sửa máy thì chúng ta cũng có chỗ ngồi mát mẻ, wifi siêu mượt, nước uống thì miễn phí, còn gì bằng nữa nhỉ, đúng không mọi người? Chẳng lo chán, chẳng lo khát, tha hồ lướt web, giải trí trong lúc chờ đợi các bạn nhá. Còn chần chờ gì nữa các bạn ơi, hãy mang ngay chiếc laptop yêu dấu của mình đến với sửa chữa laptop 24 giờ tại số 176 Lê Thanh Nghị để chăm sóc và nâng cấp ngay từ bây giờ. Lưu ý là giờ mở cửa sẽ từ 7:10 đến 20:00 từ thứ hai tới chủ nhật. Vào các dịp lễ Tết thì lịch mở cửa sẽ được cập nhật một cách nhanh chóng tại fanpage cũng như là website các bạn nhá. Còn bây giờ thì mình về đây.